cha yêu ơi, mình còn trong mưa, giờ mày ngồi đây lòng thương.
vắng bóng cha. Nhớ mãi ra người cha yêu xưa, cha yêu ơi mình còn trong mưa. Giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa. Trong tim năm tháng khó quên, đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu thương của người. Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó, con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa ngọn ngào phương cuộc đời, ai biết đâu ngày mai. Con không quên năm tháng bao là tình cha, dáng đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng. Người là ánh sáng dẫn đường con bước. Cha ơi mãi không quên cha.
Thank you.
chúng lại ha. Thờ sát đất luôn hả? Thập phương thượng trụ tam bảo sát đại chính. Trăm năm trước thân ta không có, trăm năm sau có cũng cuộc đời sắc sắc không không vô thường đạo trong vòng tự tâm sông núi ngàn năm cây vần thọ trên đời ai mãi sống tâm phòng trần xoay vần quả ngán kiếp phu sinh tù tàn bảy năm hồi người đời có biết chăng mỗi thân người tuy có rồi hoàn không công ơn cha mẹ cao sâu như trời cao biển rộng hy sinh hết tất cả vẫn thấy chưa vừa đồng. Cha già hơn trăm tuổi con thương cháu tuổi ở 80 ân ai có đoàn trăng chỉ hơi thở cuối cùng. Sinh cha con nàng tình thắm thiết, nghĩa sinh thân nàng tờ núi non, làm con cho đàn niềm con thương cha nhớ mẹ có tròn hay không. Nhớ ơn cha mẹ sinh thành nuôi con khôn lớn dịu dàng thương yêu rất nhiều chiều chuộng nâng niu mong sao con được mọi điều yên vui. Ơn dường dục tràn đời ghi tạc trong sinh thành muôn thuở khó quên. Nguyện ước trăm năm mấy chồng chết vợ còn thêm tuổi phần cô lao chín chữ cha đi con ở luôn thương tâm. Kiếp người ngắn ngủi mà người mong manh vô thường biến đổi trôi nổi linh đinh chỉ tâm niệm Phật làm lành lâm chung quyết đằng vạn sanh liên đài. Vân cầu viên niềm tang thương đệ cuộc kiếp phù sinh sống được bấy nhiêu nay đã chết ra người thiên cổ cầu nguyện linh hồn siêu sinh tình độ tức chứng bồ đề hoàn toàn liệu hồ. Nay thời chuẩn bị nhập quán di nguyện hướng linh Phật từ thời quá cố lặng dòng người cha người thân trung tang chuyện của ông thần đại dương pháp danh chân thiệt nhân thân quý sự hưởng thường thọ 89 tuổi tà thế năm tân thì tháng 6 ngày mùng 2 mạng vong thần hồn chi hương linh mật nhân tình thính. Có sinh có tử có luân hồi, không sinh không tử không khứ lai, sanh tử khứ lai đều huyền mộng, linh hồn trực nương nhập cảnh Phật Tây Phương. Ngưỡng bạch A Di Đà tư phụ tiệt độ quả cố linh ni hồn Oh,
Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Tăng thân kiếp sống cùng thần, nhất tâm năng là Nam mô Bổn Sư Không Biên Pháp Giới Hòa Hiền Vị Lai Phương Chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo. Oh.
như nước rồi biển đông càng con chỗ tầng đến đang tầng giang hãng lâu càng lệ bất càng ngũ hục chế nhang các các thọ hục thất phật diệt tội Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được thay mặt
cho thân mẫu của gia đình là cụ bà Trương Công Hoài và trưởng nam Trần Đại Tuyển, trưởng nữ Trần Thị Nuôi, Trần Thị Châu và toàn thể tang quyến. Xin tri ân thượng tòa trụ trì và quý đại đức tăng và ban nghi lễ đã dành thời giờ đến để dự lễ nhập liệm pháp tang kỳ siêu chư hương linh của thân phụ của gia đình chúng con là cụ ông Trần Đại Dương. Tạ thể ngày mùng 2 tháng 6 năm Tân Tỵ hưởng đại thọ 89 tuổi. Gia đình chúng con muôn vàng cạn đổi, chúng con không biết lấy gì đền đáp công ơn này, chỉ xin khắc sâu và nguyện cầu hồng ân chư Phật luôn luôn gia trì hộ lực chư quý thượng tọa, quý đại đức tăng, ban nghi lễ, ban hướng dẫn gia đình giác hoàng, quý vị lão ông lão bà, thanh niên phụ nữ có mặt trong buổi nhập liệm hôm nay. Lời nguyện cầu được thân tâm thanh tịnh, pháp thể khương an. Gia đình chúng con xin tác bạch từ đây đến ngày tiễn đưa linh cữu của phụ thân gia đình chúng con đến nghĩa trang Tây Hồ. Rất còn nhiều buổi chiều, chúng con xin quý vị thương đến gia đình chúng con ban nghi lễ Tây Tử Quang và gia đình Phật tử Giác Hoàng giúp đỡ cho gia đình chúng con trong những buổi chiều để cho thân phụ chúng con một thời kinh để được siêu thoát. Trước khi dứt lời, chúng con xin cúi đầu đảnh lễ và nguyện cầu hồng ân chư Phật luôn luôn gia trì hộ lực cho quý thượng tọa, quý đại đức tăng, ban nghi lễ, ban hướng dẫn gia đình Giác Hoàng và quý vị lão ông lão bà, thanh niên phụ nữ có mặt hôm nay được mãi mãi sức khỏe dồi dào, thân tâm thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Người ơi đừng quên, con ai ghi sắc trong tâm chân thành niềm hương trầm nguyện giờ.
Đại diện cho bên họ Trần và Hồng Nguyễn tới đây để cúng viếng
chia buồn cùng tan biến. Còn nguyện cầu hồng ân tam bảo từ bi tiếp dẫn hương linh để siêu sanh về cõi an lành của mười phương chư Phật. Không biết nói gì hơn, thành kính chia buồn cùng gia quyến. Nam mô tiếp dẫn đạo ân đạo.
Chị Châu, hôm nay chúng tôi xin thay lời anh trưởng ban, xin có vài lời với bác, với chị Châu, với Tăng Quyết. Chúng tôi chiều hôm nay, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Lâm Đồng, gia đình Phật tử Giác Hoàng, gia đình Phật tử Kim Nhạc, hội đồng cấp tập Đà Lạt, cựu huynh trưởng gia đình Phật tử Từ Quang, nhóm 3, 4 cấp tập Đà Lạt, các anh chị em của các huyện, đại diện cho các huyện trong gia đình Phật tử. Kính thưa bác, kính thưa Tán Quyến, kính thưa chị Châu, đúng là lời Phật dạy mà chúng ta chiêm nghiệm rõ ràng nỗi đau khổ của con người trong cuộc sống, rồi mấy ngày nào đó anh chị em ban hướng dẫn đến thăm bác. Bác đang cười, nói, thế mà bác đã tư giả, vợ, con, tất cả những người thân thuộc để ra đi. Bác ra đi bình thản vô cùng. Bác ra đi tuy trong gia đình thương tiếc, nhưng mấy ai được như bác, để được thanh thản ra đi, để lại cho vợ con tất cả những niềm luyến tiếc. Những người ra đi được như bác, đã mấy ai được như vậy. Phải sống cuộc sống thanh thản để rồi không luyến tiếc. Từ chỗ đó, tất cả anh chị em ba người dân và tất cả các đơn vị gia đình Phật tử xin cúi đầu lễ Phật để cầu nguyện bác ra đi. Đời người là giả tạm,
chúng ta tại đây không phải chỉ có bác gái, chỉ có tán quyến, chỉ có chị dâu mới mất đi một người cha, mà tất cả mọi người đều lần lượt từ giã nhau trong cuộc sống này. Cho nên xin bác, xin tất cả các anh chị trong tang quyến nuốt nước mắt bên trong để cầu nguyện, để nhất tâm cầu nguyện bác về thế giới chư Phật, vì chỉ có về thế giới chư Phật mới bớt khổ, mới an vui. Còn trong cuộc sống của chúng ta chắc chắn ai là làm thân người đều có những cảnh khổ. Cho nên chiều hôm nay ban hướng dẫn và tất cả các đơn vị gia đình Phật tử xin nghiêng mình cúi đầu đảnh lễ chư Phật và cầu nguyện, nhất tâm cầu nguyện để bác về thế giới chư Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Chương trình buổi lễ
trời hương đền hương giờ huệ hương giai thoát trời thoát kiến hương quang minh vương đài biến pháp giới cúng dường hương vô thường con tôn thôn thế phong phật phong kinh na thiên lâu phi trường an phật tình diêm ma tắc đại nhân trần ai công mỹ đại lương chi linh nam mô chứng minh cho bồ tát ma tát hãy để cho vị đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời cho bảo tọa thân chúng con hạnh hiện cuối đầu nè là chúng con cũng vì hướng lên cô Phật tử pháp nhân chân thiệt thế nhân dương nhân tâm quy mà làm lệ quả tử trang nghiêm thiết thiên mạng nhân tâm đàn lễ về lại tinh tụ tiếng Phật. Thank you.
Thank you.
mỗi người chúng ta đều biết, tình cảm của người cha dành cho những đứa con hoàn toàn khác với tình cảm của người mẹ. Vì bổn phận, vì sự lo lắng bao quát cho gia đình, đã bắt người cha hướng mặt ra ngoài đời, nhìn đời, lăn lộn với đời để mưu sinh, nuôi sống gia đình, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhưng đối với những đứa con, tình cha vẫn đậm đà, tha thiết, vỗ về, an, lo lắng, dạy dỗ, lo toan cho con mọi bề. Thank you.
Tình cha tha thiết
lòng cha âu yếm, ơn cha như mái hiên che nắp trời, gió mưa xa gần, nắng mưa không dần. Nào những khi con buồn, người đến bên vỗ về, bàn tay xoa trên mái tóc bên thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào ơn. Cương cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho anh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha anh tiếng thương tiếng vô vàn, sẽ tôi mãi tâm với bao năm trường. Ơn cha anh tiếng thương tiếng vô vàn, sẽ rời xa cha mẹ bao giờ, thường xúm xít bên mẹ, quấn quýt bên cha. Khi bập bẹ biết nói, lúc có thể đến trường được, thì mỗi ngày ba lần, sáng đưa, trưa thăm,
chiều đó cũng là cha. Mẹ và cha, cả hai đều thương con, nhưng mỗi người một cách, mỗi người một lãnh vực, một hoàn cảnh khác nhau. Vì thân mẹ như cọng mảnh, nhánh gấp, cành gần, để trái non xuống xít bô quanh. Cha như thân cây vững chắc, bám rễ thật chặt, hút nhựa nuôi lá, nuôi hoa, nuôi trái. Đối xử với con thì mẹ là tình cảm, cha là lý trí. Mẹ chín bỏ làm mười, cha phải cầm cân nảy mực, phải giữ kỳ cương, phải nghiêm minh. Nhưng thực tế, tình cha con thật thân thương, âu yếm, quấn quýt, mặn nồng, cao sâu, vời vợi. Ôi con bé chẳng rời cha bao giờ. Vấn đề nhất tâm nhảy hương đèn hương dơ hương dài thoát dài thoát đi tiếng rừng quang minh vân đài biến pháp giới cũng dường thập phương vô thượng tôn nam mô cũng dường bồ tát nam mô cũng dường bồ tát nam mô cũng dường bồ tát ma tát trần đại truyền nguyện thị cốt trần đại nho trần đại vinh trần thu văn trần thị châu trần thị huệ trần thị núi trần thị loan trần thị kiếm trần thị ca trần kiếm nghe tế lễ viết lập vũ văn hòa nguyện vĩnh tiên hoàng văn dục đức tôn trần đại quang còn toàn gia nam nữ tự thôn hồn thể gia đường phùng phật cũng kinh thiên cửu quy sơn hán phân tình độ như nguyện thập phương thường trụ tam bảo tùy từ phóng quang tiếp độ phục vị có phật tử tỏ và bắt giới pháp danh chân để dẫn rằng là hầu thái con quý đại dương nguyện mạng thân quê trở niên tội quý tâm tình lục nguyện sơ nhị nhập thời cũng chỉ thượng như nguyện hương linh trường thừa Phật lực sai đạo Phật tiền thánh diệu pháp âm tiêu diêu cực lạc nam mô chứng minh sư Bồ Tát nam mô ở ba sắc giới pháp danh chân thiệt thế gian trần đại chương nhất tâm quy là Phật quá khứ trang nghiêm kiếp Bye.
Nguyện treo ảnh ngộ vô thượng pháp nhất hướng quy đầu giải thoát sanh hướng linh quy you are.
Bye.